Tôi muốn nói cho bạn biết một điều đặc biệt này. Lắng nghe này. Cuộc sống của chúng ta sở hữu rất nhiều thứ. Nhưng vì chúng ta không đánh giá được những cái mình đang có, cho nên nhiều khi, khi mất những điều đó rồi, chúng ta mới thấy nó quý giá. Bởi vậy cho nên, qua cái Covid vừa rồi, qua những ngày tháng bị cách ly xã hội mà không đến nhóm được, chúng ta mới hiểu được rằng buổi nhóm ngày Chủ nhật mà chúng ta gặp gỡ lẫn nhau nó quý giá như thế nào. Chúng ta mới thấy rằng cái người anh em ấy, thậm chí ngồi bên cạnh mà mỗi khi anh ta giơ tay cờ ca ngợi Chúa mà cảm thấy mùi hôi từ nách của anh ta đó, thì bỗng nhiên bây giờ cảm thấy là thấy nhớ nhớ, cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Trước đây chúng ta thấy cái con người không bình thường, sao mà hăng hái quá, hát gì mà hát đến mồ hôi đổ cờ đổ tuôn, thấy kia phải nhẹ nhàng một chút. Nhưng bây giờ đấy, những điều mà chúng ta thấy nó không được đánh giá thì bây giờ thấy cực kỳ quan trọng. Thành ra hãy nhớ, bất cứ điều gì mà chúng ta đang có đều có thể bán được, nhưng không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Cái gì chúng ta cũng có thể đổi được ra tiền, nhưng mà không phải cái gì chúng ta cũng có thể mua được. Người ta có thể bẻ răng, người ta có thể móc tim, người ta có thể lấy gan, người ta có thể bán máu. Nhưng khi bạn có tiền rồi thì không phải cái gì chúng ta thích đều có thể mua được bằng tiền. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ bán những điều quý giá mà lấy tiền. Bởi vì khi bạn có tiền rồi, mua lại những cái bạn đã bán không mua được đâu. Thành ra trong cái thời kỳ đại dịch này, Chúa đang muốn cho tâm trí và tấm lòng chúng ta sắp xếp lại trật tự trong cuộc sống của mình. Cái gì quý giá, cái gì không quý giá, để đào thải bớt những cái mà nó không quý giá ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều những cái trước đây mình coi nó là quý giá, bây giờ qua Covid này nó rất là tầm thường. Còn những cái viên ngọc mà trước đây mình coi thường thì bây giờ nó trở thành điều phi thường, ước ao. Và hứa với Chúa rằng khi chúng con trở lại bình thường, nhóm lại bình thường, chúng con sẽ tiếp tục đánh giá những điều đó. Hãy coi trọng người vợ đang ngồi bên cạnh bạn. Vì trước đây không có Covid, bạn không hề để thời gian dành cho vợ. Chúa mới nói rằng bây giờ ta sẽ có cách để cho nó luôn bên cạnh vợ nó. Ta sẽ có cách để cho nó luôn bên cạnh chồng nó. Cho nên không đi đâu được nữa, ra ngoài không đi được nữa. Bây giờ mặt phải đối mặt với cái người mà bạn khó nói chuyện. Vì vậy cho nên nếu như bạn mà đánh giá được điều đó rồi, thì bạn nói rằng Chúa ơi, con sẽ thay đổi. Và khi bạn thay đổi rồi thì bắt đầu Chúa cho giãn cách thoải mái để bạn có thể đi tiếp tục công tác mà về nhà vẫn dành thời gian cho vợ, cho con của bạn được. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài mà đã được quảng cáo rồi đấy, về Bartimaeus. Khi ngồi soạn cái đề tài này, tôi bỗng nhiên nhớ một người nghệ sĩ, nhạc sĩ guitar khiếm thị Văn Vượng. Năm nay ông đã 79 tuổi rồi. Và ông là một trong những người nhân vật khá là chính trong bộ phim Hà Nội Trong Mắt Ai vào những năm 1987-88, trước khi tôi rời Hà Nội để sang Nga du học năm 18 tuổi đó, khi vừa biết yêu đó, tôi đã được xem bộ phim đó. Và nghệ sĩ guitar Văn Vượng đã đưa tới cho chúng ta một bài học này. Không phải cứ có mắt nhìn mà thấy đâu. Có nhiều kẻ không bị mù mà vẫn thấy được điều mà người có mắt thấy mà không thấy gì. Thành ra chúng ta cùng nhau xem tấm gương của Bartimaeus này. Bởi đức tin bám vào Đức Chúa Trời toàn năng mà Chúa đã thay đổi. Bartimaeus là khởi sự một câu chuyện rất là đặc biệt. Chúa đang muốn mở đầu cho chúng ta nhìn thấy rằng chỉ một vài ngày sau khi gặp Bartimaeus, Chúa đã bước vào thành Jerusalem. Và tại nơi đó, Chúa đã chỉ cho một loạt những con người có mắt mà bị mù, có tai mà bị điếc, cái vả bị khô. Ở giữa đền thờ đó, họ không hề biết Đấng Mêsia, mà miệng của những con người ở ngoài thành phố kêu lên rằng Hosanna, có nghĩa là Đấng Mêsia ơi, hãy đến nhanh tới để cứu chúng con. Kẻ mù thì lại nhìn thấy rõ hơn là kẻ sáng mắt mà không thấy điều gì. Chúng ta cùng nhau xem về đức tin của Bartimaeus ngày hôm nay, để nếu như có ai đó đang gặp những hoàn cảnh bi đát, có ai đó đang bị giam, có ai đó đang thân thể bị dương tính hoặc là
bị cấp cứu, phải thở, trợ thở. Có ai đó đang nợ nần trong tài chính, có ai đó hôn nhân đang đứng bên bờ vực thẳm của sự đổ vỡ, thì ngày hôm nay hãy học tấm gương đức tin của Bartimê, chạy đến với một đấng toàn năng thành tín và yêu thương, kêu cầu đấng đó. Và lời Kinh Thánh chép rằng Jesus Christ hôm qua, hôm nay cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. Những điều gì Ngài đã làm cho người khác thì Ngài ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm cho bạn, với một điều kiện: bạn phải có đức tin như họ có đức tin. Chúa không trả lời vì sự thương hại đâu. Chúa không trả lời bởi vì bạn có nhu cầu đâu. Mà Ngài trả lời chỉ khi và chỉ khi chúng ta có đức tin mà thôi. Vì Kinh Thánh chép rằng chỉ ai có đức tin, điều đó mà đẹp lòng Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi muốn chúng ta cùng nhau xem qua về ý nghĩa của đức tin một chút. Hebrew đoạn 12, đoạn 11 câu 1, lời Chúa nói rằng: và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Đức tin không phải là mê tín dị đoan. Thế nào là mê tín dị đoan? Mê tín dị đoan có nghĩa là tin vào một điều mà không có cơ sở. Còn đức tin của chúng ta mà được định nghĩa trong Kinh Thánh Hebrew đoạn 11 là biết chắc vững vàng. Niềm tin chúng ta được xây dựng trên những sự kiện lịch sử có thật. Chúa Giêsu không phải là nhân vật truyền thuyết. Thánh Gióng là nhân vật truyền thuyết. Tấm cám, thạch xanh là những người trong chuyện cổ tích. Còn Giêsu của tôi và bạn không phải là chuyện cổ tích. Quyển Thánh Kinh mà bạn đang có trong tay đây không phải là chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích kho tàng, chuyện cổ tích Việt Nam có hai tập đó, luôn mở đầu là ngày xưa. Và thầy Hiếu ơi, bất cứ câu chuyện nào mà gọi là ngày xưa, có nghĩa là chả có cái ngày nào hết đấy. Còn Thánh Kinh của tôi đó và bạn mở đầu là gì? Là ban đầu có ngôi lời. Một lần tôi nói chuyện với một người dạy toán, làm chứng về Chúa Giêsu. Cô giáo toán nói rằng: mục sư ơi, rất tiếc là tôi là người khó tin lắm, bởi vì tôi dạy toán. Thành ra tôi khó tin những gì mục sư nói về Giêsu lắm. Tôi bảo: ô, thế chị học toán à? Thế tôi cũng là người mà giỏi môn toán đấy. Người mà giỏi toán dễ tin lắm. Cô giáo đó nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: vì sao giỏi toán mà lại dễ tin Chúa Giêsu? Tôi bảo: bởi vì chị có biết tiên đề là gì không? Toán rất nhiều tiên đề. Tiên đề có nghĩa là nó luôn đúng, không cần phải chứng minh. 1+1 phải là bằng 2, 2 đường thẳng song song, không hề cắt nhau. Thế ra người toán học rất dễ tin. Và Kinh Thánh của tôi là tiên đề ban đầu có Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu không phải là một nhân vật huyền thoại cổ tích. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Tiếp theo nữa, lời Chúa nói là bằng cớ của những điều mà mắt thường không nhìn thấy. Thế nào là bằng cớ của những điều mắt thường không nhìn thấy? Bây giờ tôi làm một cái thí dụ này nha. Hết thảy mọi người để ý trên màn hình này. Trần Mạnh Hùng đang ngồi đây, kẻ không có tóc, giống không có tóc đẹp bằng thầy Hiếu. Thầy Hiếu nói hôm trước, thầy tự hạ thầy xuống, nói rằng đẹp không đẹp trai bằng tôi. Tôi đồng ý với điều đó. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn lên màn hình. Nhìn lên màn hình này, lắng nghe. Tôi muốn sau buổi nhóm này, tặng mỗi người một quả táo. Hình như tôi đã làm cái thí dụ này ở Hội Thánh Nguồn Phước lần trước rồi thì phải. Tôi muốn tặng cho mỗi người một quả táo. Tôi biết ngay là vợ của thầy Thiện là nhìn thấy quả táo màu đỏ rồi. Còn thầy Hiếu đó là thích quả táo màu xanh, vì thầy Hiếu thích ăn chua. Còn vợ thầy Thiện là thích ăn ngọt. Còn Hào Oanh kia chắc chắn là quả táo màu vàng, quả táo màu rơm rốt. Cô này thích ăn vừa chua vừa ngọt. Vì sao mà mỗi người lại nhìn thấy một màu khác nhau? Bởi vì tôi, lời nói ra miệng chỉ nói về quả táo thôi. Và khi lời của tôi phát ra thì bạn nhìn thấy quả táo, còn màu nào là tùy theo bạn cho vào. Thí dụ thứ hai này, tôi muốn tặng mỗi một người sau buổi nhóm này một quả táo ngọt màu đỏ. Thì bây giờ không còn nhìn thấy xanh nữa, cũng chả nhìn thấy màu vàng nữa, chỉ nhìn thấy màu đỏ thôi. Tôi đang đưa bạn tới điều gì? Tôi đưa bạn tới là đức tin là bằng cớ của những điều mắt không nhìn thấy. Khi mà bạn chạy đến với Chúa qua lời của Ngài, Chúa sẽ phán cho bạn một lời. Loài người sống không phải nhờ cơm bánh, nhờ lời phán ra từ miệng của Ngài. Và khi lời Đức Thánh Linh đó phán vào lòng của bạn, thì bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh. Bằng cớ của mắt thường không thấy được, nhưng mà lòng của bạn thấy được hình ảnh đó. Và Kinh Thánh chép rõ ràng câu 3 trong Hebrew đoạn 11 câu 3 rằng:
Chúng ta biết giá rõ ràng rằng hết thảy mọi vật thấy được lại không phải đến từ vật không thấy được. Như vậy cuộc sống chúng ta đang sống trong thế giới này có hai loại vật, một vật thấy được và một vật không thấy được. Vật thấy được là kết quả của vật không thấy được. Trong tay tôi có cốc chè mà vợ tôi vừa mới pha. Trước khi vào bài giảng tôi nói với vợ tôi rằng: em ơi, pha cho anh cốc chè. Lòng của tôi khát nước muốn uống chè. Tôi đã bày tỏ ước ao trong thế giới không thấy được của tôi ra bằng ngôn ngữ lời. Và khi vợ tôi trộm được lời của tôi, cô pha cốc chè này chứ không phải là cốc nước chanh. Bà nghe hiểu tôi đang nói không? Chính vì vậy đức tin bạn phải đến từ lời phán của Đức Chúa Trời. Đừng tưởng tượng ra. Có rất nhiều người họ cứ tưởng rằng đức tin là do mình nặn ra, mình tưởng tượng ra, mình ngồi, mình gồng người lên. Bạn mà gồng người lên ra cái khác, chứ không ra đức tin đâu. Bởi vậy cho nên Bartimê, một bài học rất quan trọng. Các bác nói rằng tôn giáo là sản phẩm của tư tưởng con người. Đúng. Trong cái kiểu do con người tự nghĩ ra. Còn Chúa Giê-xu không phải là kết quả do chúng ta tưởng tượng. Ngài đã có trước khi chúng ta có. Ngài đã có trước khi vũ trụ này có. Và Ngài tiếp tục có mãi mãi và đời đời. Sách Mác đoạn 10 nói về câu chuyện Bartimê. Kế đó Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đến thành Giê-rê-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi. Thì có một người ăn mày mù tên là Bartimê. Thầy Trung đã có mặt ở đây chưa? Thầy Nam Trung có mặt ở đây chưa? Em đây. Em đây, ok. Ok, xin chào thầy Nam Trung. Một tiếng trước khi vào buổi nhóm, thầy đã nhắn tin cho tôi rồi. Mục sư, có đấy không? Mục sư nhớ buổi nhóm nhé, sợ mục sư bận, quên. Rất cảm ơn thầy Trung đã nhắc nhở. Dạ, ok, cảm ơn Chúa. Thành ra tôi vào trong trang ngày hôm nay tìm mãi không thấy nickname của thầy Nam Trung đâu. Thầy đang suy nghĩ. Thầy nhắc tôi vào mà thầy lại không thấy đâu. Ok, bây giờ hóa ra là thầy ở trong ban thờ phượng. Chúa ban phước cho thầy. Ok, lời Chúa nói tiếp rằng: Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Bartimê, con trai của Timê, ngồi bên đường. Ô, Timê có thể là một người mà khá nghèo, nhưng dù sao cũng có vợ, đẻ ra một đứa con. Mà đứa con này lại gánh luôn ba cái hoạn nạn: vừa bất tài vì mù, vừa nghèo không có tiền vì làm người ăn xin, và vừa mù không ai lấy làm chồng cho nên cũng chả còn tình. Có nghĩa là tiền tài tình anh chàng này không có, ba chữ tờ đều không có hết đấy. Dạ, và cuối cùng Bartimê phải đi ăn xin, ngồi bên đường. Nhớ nhá, lúc này là anh ta ngồi bên đường, bên vệ đường ăn xin. Câu 47 nói về anh ta xử sự như thế nào. Câu 46 vừa rồi nói về hoàn cảnh một người mù. Y học thấy bây giờ không thể khai sáng một người đã mù được. Và câu 47 đặc biệt này, lắng nghe này. Câu 47: vì đã nghe nói về Chúa Giê-xu. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe khi lời Chúa được giao truyền. Bartimê có thường xuyên ra ăn xin ngoài vệ đường thành Giê-rê-cô. Anh ta bắt đầu lắng tai nghe. Việt Nam có câu nói rằng hai người đàn bà cộng với một con vịt ra thành một cái chợ. Thấy chưa? Bạn ơi, cứ ra chợ, bất cứ một thông tin gì là bạn đều được biết hết. Không cần phải cử điệp viên, không cần phải xây gia, không cần phải đưa tình báo đi hết. Cứ ra chợ ngồi. Cứ ai mà muốn nghiên cứu xem xã, làng có chuyện gì là cứ ra chợ. Ở chợ là có đủ mọi thứ chuyện. Và Bartimê ngồi đúng giữa chợ để ăn xin. Lắng nghe được bà này bà kia nói chuyện. Ô, bà ơi, có chuyện này hay lắm. Ô, chuyện giật gân này. Gia đình này vợ chồng đánh nhau đến phế cả máu này. Ôi, chuyện này này. Ôi, chuyện này. Đủ các thứ chuyện. Và bỗng nhiên Bartimê nghe được một thông tin rằng: ồ, bà có biết không? Có một cái ông người Nazareth. Ông thợ mộc mà ông phép lạ kinh lắm. Ông không phải là giống như là thần y giả mạo ở miền Nam Việt Nam đâu. Ông không phải là kéo lưỡi giật giật một cái tát mấy cái vào tai đâu. Đấy là loại thần y giả mạo. Nhưng đây là con người này rất là đặc biệt. Giê-xu người Nazareth, cho kẻ phung được sạch, kẻ què được đi. Tôi còn nghe rằng Lazarus từ trong mộ 4 ngày chết mà còn sống lại nữa.
Ba-ti-mê ngồi nghe cái thánh chép rằng nghe về Chúa Giê-xu. Ông lập tức hỏi: "Ê thế bà ơi, cái bà ơi, bà Hảo anh ơi, thế cái ông Giê-xu đó có làm cho kẻ mù được thấy không?" Hảo anh nói rằng: "Ôi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện mù sáng mắt là chuyện nhỏ như con thỏ, chú làm được." Và kinh thánh chép rằng qua cái lời thông tin đó gieo vào lòng Ba-ti-mê đức tin. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe khi lời Chúa Giê-xu được giao truyền. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu. Alleluia. Ông thật chờ đợi. Có một sự hy vọng trong tương lai bạn ơi. Ước mơ của bạn đến từ những sứ điệp bạn được nghe về Chúa Giê-xu. Và từ cái ước mơ mang tới đức tin mà bạn nghe, từ đức tin đó mang tới cho bạn sự hy vọng trông cậy vào tương lai. Ông ta bắt đầu hành động. Bây giờ sẽ không còn đi hát karaoke nữa, xin được đồng nào không chi vào tiền bia nữa, mua được đồng nào không còn chi vào đập đá và xì ke ma túy nữa. Mình sẽ làm một cái quỹ đi tìm Chúa Giê-xu vì mù làm sao mà đi được. Thành ra sẽ tiết kiệm tiền. Và sẽ có một lúc nào đó mà tiền một khá nào đó sẽ gọi điện thoại cho thầy Hiếu nói rằng: "Hãy chở tôi đi gặp Giê-xu người Nazareth." Và bắt đầu ông ta có mục đích. Và bạn biết không, lời kinh thánh chép rằng những kẻ trông cậy không bao giờ bị hổ thẹn. Hallelujah. Tôi tưởng rằng Ba-ti-mê tưởng rằng là sự xuất hiện của Chúa Giê-xu lúc bây giờ tại đây là sự tình cờ. Không, Ngài luôn mang đến cho những kẻ chờ đợi Ngài cơ hội. Ngài đã đến tận gốc vả mà nơi sa chê trèo lên đó đang chờ đợi. Lá che lấp sa chê, nhưng Chúa đến tìm và kiếm những kẻ hư mất. Ba-ti-mê mù tưởng là bất hy vọng, nhưng Chúa Giê-xu đã tới đúng cái điểm mà Ba-ti-mê đang ngồi. Bạn có thể đang ở đâu đó trong hội thánh nguồn phước, bạn có thể đang ở đâu đó tại trang Zoom này, tôi chỉ nhìn thấy mặt bạn tại nơi đó, nhưng địa chỉ của nhà bạn tôi đâu có biết được để đến. Những người shipper không thể mang đồ tới cho bạn được nếu chỉ nhìn thấy bạn trên Zoom. Nhưng Chúa Giê-xu biết được địa chỉ bạn đang ngồi chỗ nào. Ngài chỉ cần tìm xem ở trong bạn có đức tin của Ba-ti-mê hay không mà thôi. Và khi thánh chép rằng Chúa Giê-xu đã tới, Ngài được đức tin của Ba-ti-mê hút, Ngài đã đến bên cạnh. Và khi thánh chép rằng khi Ba-ti-mê nghe về Chúa Giê-xu người Nazareth, khi thánh chép rằng người vùng la lên mà rằng: "Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con vua David, hãy thương xót lấy tôi." Đây là câu nói mà mỗi một người Do Thái, bạn phải nhớ nha. Câu nói mà nói rằng con của vua David là luôn nói về Đấng Mê-si-a. Bất cứ một người Do Thái nào khi gọi ai đó là con của vua David thì muốn nói người đó là Đấng Mê-si-a, đấng đến cứu chuộc dân Do Thái. Thấy ra người mù này từ sâu thẳm lòng ông đã biết được đây chính là Đấng Mê-si-a tới, trong khi những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo, những thầy cả, những thầy tế lễ tìm cách giết Đấng Mê-si-a thì chính ông này, kẻ mù này, đã thấy được đấng đó chính là đấng mà người Do Thái đang chờ đợi. Ông kêu lên rằng: "Giê-xu, con vua David, hãy thương xót lấy con." 48 câu 48, có nhiều kẻ dây người biểu nín đi. Vì sao? Bởi vì cái điều mà nói về con người này là Đấng Mê-si-a là sai, câm cái miệng đi. Có một ý nghĩa khác: mày là thằng mù, mày không được ở trong cái diện ưu tiên, không phải là người có công với gì đó. Mọi người hiểu không? Là nó có những tiêu chuẩn thương binh liệt sĩ hay là cái này cái kia thì mới được ưu tiên. Còn mày là ai mà lại kêu như vậy? Kinh thánh chép lắng nghe này, bạn đến với Chúa luôn luôn có sự cản trở. Bạn ơi, tôi muốn nhắc cho bạn biết này, có một số người trong trang Zoom này ngày hôm nay bước vào trong buổi nhóm này không phải là dễ. Bạn bị cản trở lắm, nhiều khi chuẩn bị chỉ còn 5 phút nữa vào nhóm rồi mà vợ chồng cãi nhau cứ bực quá chẳng muốn thèm nhóm nữa. Dạ, bạn bị cản trở nhiều lắm. Ba-ti-mê cũng y chang, người ta bắt ông ta phải im miệng, nhưng mà ông làm gì? Kinh thánh chép rằng xong người lại kêu lớn hơn nữa: "Hỡi vua David, hỡi con vua David, xin thương xót tôi cùng." Đức Chúa Giê-xu lúc này, kinh thánh chép rằng dừng lại, có nghĩa là Ngài đã đi ngang qua ông ta rồi. Ngài đang muốn thử xem đức tin của tôi và bạn như thế nào. Ngài không muốn chúng ta là những kẻ ăn xin sự thương xót của người khác. Ngài muốn chúng ta bộc lộ đức tin của mình.
Và khi ông ta kêu lên như vậy thì Chúa dừng lại và phán rằng: hãy kêu người đến đây. Ngày hôm nay chị Phương Thảo đã tới với Chúa, đã lắng nghe được tiếng gọi của Ngài, đã chạy tới với Ngài. Còn những người khác thì sao? Chúa đang gọi bạn: hãy đến đây. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Những người môn đồ của Chúa đã tới bên cạnh Ba-ti-mê và nói rằng: Ngài kêu ngươi tới. Chúng ta cùng nhau xem câu 50 này. Mỗi một từ ở trong câu chuyện này đều quan trọng. Người mù đấy nhá. Không biết trong Kinh Thánh của bạn có câu này không? Người mù bỏ áo ngoài. Người mù bỏ áo ngoài. Dạ. Bỏ áo ngoài vì sao? Lại có chi tiết bỏ áo ngoài ở trong đoạn Kinh Thánh này. Bởi vì cái áo đó đó là cái áo mà người ăn xin thời bấy giờ được quyền ăn xin hợp pháp. Có nhiều kẻ ăn xin bất hợp pháp, còn người mù Ba-ti-mê này được ăn xin hợp pháp. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng thời kỳ bao cấp những năm 80 mà tôi còn ở Việt Nam, khi mà bão xảy ra Thanh Hóa, Thái Bình, tôi không muốn đụng chạm vào một số cái điều của Thái Bình nhé, không phải Thái Bình tay gậy khắp nơi tung hoành đâu nhé, và không hề có ý nói đó. Nhưng mà có rất nhiều người đi ăn xin, và thường những người đi ăn xin đó đến nhà tôi cầm theo một lá thư. Mẹ tôi thường đọc cái lá thư đó của chủ tịch hợp tác xã, rồi sau đó nói tôi vào đọc một bơ gạo cho người ta. Dạ, có nghĩa là người đó ăn xin hợp pháp. Và người mù này có một cái áo chính phủ cấp cho, thành Giê-rê-gô cấp cho, ăn xin hợp pháp. Và đây là cần câu cơm, đây là nghề truyền kiếp. Nhưng mà khi cái buổi chiều này ông ta biết được rằng tôi đã gặp Chúa Giê-xu rồi, thì cuộc đời của tôi không còn trở lại như cũ nữa. Thành ra hỡi cái cần câu cơm này, hỡi cái nghề truyền kiếp ăn xin này, tao vĩnh biệt mày. Mọi người hiểu không? Khi bạn đã gặp Chúa Giê-xu rồi, cái kim tiêm đó không còn tác dụng nữa. Cuộc đời cũ bị vứt đi, Ba-ti-mê không bao giờ muốn quay trở lại cuộc sống cũ nữa. Ông ta đã vứt cái áo ngoài đi, mặc dù ông ta nhìn thấy rất nhiều những người ăn xin bất hợp pháp lao tới giành giật chiếc áo của ông ta. Nhưng ông ta biết rằng gặp Chúa ngày hôm nay, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Khi thấy chép tiếp, bước tới cùng Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Và ngày hôm nay Chúa Giê-xu sống lại và đang đứng bên cạnh bạn, ở trong căn phòng của bạn. Hỡi chị Phương Thảo, hỡi những người mẹ, hỡi những người cha, hỡi những thanh niên đang có mặt trong trang Zoom này, Chúa đang đứng ở bên cạnh bạn. Bạn có thể không nhìn thấy Ngài, nhưng Ngài biết được bạn. Bạn có biết là có ngày Chúa Nhật không? Ngày Chúa Nhật là ngày đầu tiên của tuần lễ, sau đó là ngày thứ hai. Ngày Chúa Nhật là ngày gì? Là ngày Giê-xu sống lại từ cõi chết. Lịch của bạn và của tôi ở Việt Nam không có ngày thứ nhất. Ai là thủ phạm cướp mất ngày thứ nhất trong tuần? Câu trả lời chính là Chúa Giê-xu đã sống lại ở ngày đầu tiên của tuần lễ. Và bắt đầu từ đó, ngày thứ nhất được đổi thành ngày Chúa Nhật. Như vậy, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Ngôi mộ của Ngài tôi đã tới 3 lần. Ở trong đó không còn gì hết. Giê-xu đã sống lại để thay đổi cuộc đời của tôi và bạn. Chính Chúa đang đứng bên cạnh bạn giờ phút này. Và Ngài hỏi bạn rằng: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Đức tin là biết chắc vững vàng của những điều gì bạn cần đến từ Chúa. Ông nói rằng: Chúa và Giê-xu hãy thương xót lấy tôi. Có thể ông ta xin ít tiền, có thể ông ta xin một người vợ. Bởi vậy cho nên Chúa muốn hỏi ông ta rằng: đức tin của ngươi, ngươi sẽ nhận được điều ngươi muốn. Vậy ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Hỡi những thanh niên, tôi biết có rất nhiều người đang muốn lấy vợ. Bạn biết có nhu cầu lấy vợ, nhưng bạn đừng cầu xin chung chung hay cho con người vợ. Hãy đến với Chúa, hỏi Ngài: Chúa ơi, người vợ tương xứng với con. Vậy con được Chúa kêu gọi làm cái gì? Hãy cho con biết con là ai. Và khi bạn biết bạn là ai, mạnh ở chỗ nào, yếu ở chỗ nào, thì bạn sẽ ghi ra được vợ của bạn sẽ là ai. Đó chính là cái bài học mà năm 1997 tôi đã ghi được 10 điểm về người vợ của tôi. Và sau khi bạn đến với Chúa cầu nguyện chính xác như vậy, thì Chúa hỏi bạn: con muốn ngày hôm nay, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Hãy ghi đúng cái điều gì mà bạn cần. Sau khi bạn
được ghi ra những điều như vậy rồi, hãy tìm kiếm những lời hứa trong Kinh Thánh về điều đó. Và khi ông ta nói hãy cho con được sáng mắt, người mù thưa rằng lạy thầy, xin cho con được sáng mắt. Đức Chúa Giêsu phán, hãy đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Trước đây ông ta ăn xin ngồi bên đường, còn bây giờ ông ta đứng ở đúng con đường đó và đi trên đường đó. Chúa Giêsu là con đường, là chân lý và là sự sống. Bạn đừng ngồi bên đường nữa, lắng nghe nhé. Bạn đừng ngồi bên đường nữa. Bạn đến Hà Nội, bạn đi vào Tiền Giang, thường bạn nhìn thấy trước khi vào Hà Nội, trước khi vào Tiền Giang có một cái bảng chỉ đường. Chỉ đường. Cái bảng chỉ đường đó không đặt ở giữa đường đâu, nó đặt bên đường. Nó chỉ đường tới Hà Nội bao nhiêu km nữa. Nhưng đến ngày hôm nay nó vẫn ở cái chỗ đó. Nó vẫn mốc meo, nó vẫn bụi bặm, nó không đến được Hà Nội. Nó vẫn là bảng chỉ đường. Chúng ta đừng làm bảng chỉ đường cho người khác tới với Giê-xu nữa, mà chúng ta cần phải bước vào con đường đó, phải đi trên con đường đó. Khi bạn gặp Chúa, bạn cùng Chúa và ở trong Chúa, thì bạn giống như Ba-ti-mê sẽ được giải phóng khỏi mù. Bạn sẽ được giải phóng khỏi rất nhiều điều khác, giống như tôi vậy. Ngày hôm nay tôi muốn động viên những con cái Chúa ở trong trang mạng ngày hôm nay, trong trang Zoom, bạn phải làm gì bây giờ? Hãy nhớ Chúa Giêsu đã sống lại ở bên cạnh bạn. Lời Chúa hứa rằng ở đâu có hai ba người nhóm lại nhân danh ta thì ta ở giữa họ. Như vậy Chúa Giêsu đã đến với bạn rồi, ở bên cạnh bạn, đứng bên cạnh bạn rồi. Điều tiếp theo bài học đó là bạn biết bạn muốn gì từ Chúa không? Hay là chỉ cứ cầu nguyện chung chung? Tôi có người vợ, tôi không thể nói rằng em ơi anh đói, tôi thích một món nào đó, tôi phải nói rõ ràng cái món đó. Rồi tôi cứ nhăn nhó mặt mày, tôi phải nói ra miệng điều mà tôi cần, và người vợ sẽ mang tới cho tôi điều tôi cần. Bạn cũng vậy, hãy biết rõ nhu cầu của bạn là gì. Rồi tiếp theo, hãy đọc Kinh Thánh, tra cứu những lời hứa này này. Quyển Kinh Thánh mà tôi và bạn có trong tay có 32.500 lời hứa. Đó là lời mà Mục sư Giang Kitô, ông ta đã giảng 32.500 lời hứa. Mục sư Châu đã về với nước Chúa cách đây mấy hôm rồi. Dạ. Quyển sách này có 32.500 lời hứa. Và khi bạn tìm kiếm những lời hứa cho nhu cầu của bạn, thì sau đó bạn hãy cầu nguyện trên những lời hứa đó cho tới khi Đức Thánh Linh nói cho bạn ở trong lòng. Tôi nhớ lại cái ngày mà Chúa phán với tôi hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Lòng tôi suy sụp, tôi sung sướng. Và đến ngày hôm nay tôi vẫn bước đi trong sự kêu gọi đó. Cái ngày mà bác sĩ nói rằng tôi phải chết, tôi đã tiếp nhận cái lời của bác sĩ nói là tôi phải chết là sự thật. Nhưng mà tôi chạy đến với Chúa nói rằng Chúa ơi, con muốn nghe sự thật từ Ngài. Và cảm ơn Chúa. Trong cái đêm đó, bạn có biết rằng đúng vào thời điểm này của 4 năm trước, Trần Mạnh Hùng đang nằm trên giường bệnh 18 ngày. Ngày 12 tây tháng 9 tôi vào bệnh viện. Cho đến ngày 29 tây tháng 9 tôi ra khỏi viện. 18 ngày rách động mạch chủ bụng, rách động mạch bẹn và nách. Và khi bác sĩ nói tôi phải chết, tôi đã đến buổi chiều ngày hôm đó một mình ở trong giường bệnh với Chúa, nói rằng Chúa ơi, con muốn nghe lời phán từ Ngài. Bạn ơi, Đức Thánh Linh đang ở trong bạn, đấng đó là đấng đã làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ngài tiếp tục phán với chúng ta ngày hôm nay qua lời của Ngài. Tôi nhớ lại cái buổi tối đó, tôi nghe được từ Chúa nói rằng ngươi chẳng chết đâu. Và cảm ơn Chúa, 4 năm rồi tôi đang ngồi trước mặt bạn đây. Bác sĩ không mổ, không đưa bất cứ một cái vật nào vào mạch máu của tôi. Tôi ra khỏi viện sau 18 ngày nằm với một vết rách 25 phân. Nhưng sau đó càng ngày Chúa càng làm liền lại. Và cảm ơn Chúa đến ngày hôm nay, tôi hoàn toàn được liền tất cả những mạch máu. Cách đây 2 năm bác sĩ chứng nhận rằng anh không cần phải gặp chúng tôi nữa. Anh chị em ơi, điều gì tôi muốn nói cho bạn? Tôi muốn nói cho bạn biết rằng khi mà con người lực bất tòng tâm thì có một đấng mà đứng bên cạnh bạn. Đây là lúc mà bạn có thể bắt chiếc lời nói của Giác Cát Lượng Khổng Minh: mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Bạn cần phải quay trở lại với ông trời. Khi một con người đầu hàng là lúc Đức Chúa Trời ra tay. Và nếu như bạn thực sự đầu hàng thì tôi khuyên bạn, đây là cơ hội mà hãy chạy đến với Chúa, giống như Ba-ti-mê kêu la, nói với Chúa những lời hứa của Ngài. Tôi tin chắc chắn rằng Chúa trả lời những người khác, Chúa cũng trả lời bạn.
Chúa không hề nói dối. Hôm qua, hôm nay, cho đến đời đời, Ngài không hề thay đổi. Đó là đức tin của Ba-ti-mê. Nghe về Chúa Giê-xu, chờ đợi, cầu nguyện. Và khi Chúa Ngài xuất hiện bên cạnh Ba-ti-mê, ông ta chộp lấy cơ hội. Đừng để tuột tay khi cơ hội tới với bạn. Kẻ tin vào Ngài, chờ đợi vào Ngài, Chúa luôn mang cơ hội tới cho bạn. Kẻ lười, nằm dưới gốc sung há miệng chờ sung. Đến sung nó không rụng vào miệng của kẻ lười. Bạn nhớ câu chuyện đó không? Nằm mãi không thấy quả sung nào rụng vào miệng. Nhờ một cái người đi qua đường bảo tôi, anh cho tôi một quả sung vào miệng. Cái người đó lại gần ngắm vào cái lỗ đen ngòm ở miệng, lấy ngón chân gắp vào một quả sung thả vào miệng. Anh ta nhai xong bảo cái thằng này lười, không cúi xuống nhặt được quả sung cho vào miệng tao mà mày lấy ngón chân gắp nhá. Cái miệng của kẻ lười, sung nó còn không rụng, nó rụng ra bên ngoài chứ không rụng vào miệng của kẻ lười. Bởi vậy cho nên Chúa nói với mỗi chúng ta rằng hãy ước ao, chờ đợi, tìm kiếm. Và Chúa Ngài mang cơ hội tới những kẻ mà chờ đợi Ngài. Chúa luôn luôn xuất hiện. Ngài mang cơ hội tới. Và khi Ngài mang cơ hội tới bên tôi và bạn, đừng để cho nó bay qua. Đừng để cho nó qua. Hãy chộp lấy cơ hội đó giống như Ba-ti-mê. Kể cả có những cản trở thì hãy vươn qua cản trở đó để chạy tới. Và khi bạn, Chúa nhìn thấy tấm lòng như vậy của bạn, sẵn sàng trả giá cho điều bạn cần, Chúa sẽ nói với bạn khi bạn đến gần Ngài. Ngài nói rằng đức tin ngươi, ngươi đã được điều ngươi cầu xin. Và như vậy bạn chỉ biết cảm tạ Đức Chúa Trời cho những điều bạn cầu xin mà thôi. Chúa Giê-xu đang bên cạnh bạn giờ phút này. Chúa đang ở giữa mỗi chúng ta tại đây. Bạn có thể đến với Chúa cầu nguyện qua giống như đức tin của Ba-ti-mê. Chúa ban ơn cho bạn. Ba-ti-mê sáng mắt, bạn và tôi cũng sẽ nhận được câu trả lời từ Ngài. Chúa không hề thay đổi. Chúa ban ơn cho bạn và gia đình của bạn. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn vì sứ điệp